Xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga, Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Phần Lan nghi tàu Trung Quốc liên quan vụ thiệt hại đường ống khí đốt Loạt thành phố Israel bị tập kích rocket Israel oanh tạc dữ dội vào hang ổ khủng bố, tiêu diệt tư lệnh lực lượng đặc biệt Hamas EU lên án chiến dịch huy động quân bất hợp pháp của Nga tại vùng lãnh thổ chiếm đóng của Ukraine. Ông Putin nhận món quà kinh hoàng từ pháo đài miền đông Ukraine ngay tại trụ sở chỉ huy của Nga ở Rostov-on-Don. Quân đội Ukraine đẩy lùi quân Nga gần Kupian, giải phóng Sinkovka. Mà ngay bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết. Thiên Ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Phần Lan nghi tàu Trung Quốc liên quan vụ thiệt hại đường ống khí đốt Quý vị thân mến, cơ quan điều tra Phần Lan cho biết, cuộc điều tra về thiệt hại đối với đường ống dẫn khí đốt Baltic Connector đang tập trung vào vai trò của một tàu Trung Quốc. Thông tin được Cục Điều tra Quốc gia Phần Lan đưa ra vào ngày 20 tháng 10. Vào sáng sớm ngày 8 tháng 10 theo giờ địa phương, đường ống dẫn khí đốt Baltic Connector và đường cáp viễn thông nối Phần Lan, Estonia đã bị hư hại. Các nhà điều tra Phần Lan cho rằng đây có thể là hành vi phá hoại, mặc dù chưa đưa ra kết luận. Vào ngày 17 tháng 10, Thủy Điển cho biết một tuyến đường ống khác nối Stockholm với Stalin bị hư hại gần như cùng lúc với các tuyến nói trên. Cục điều tra quốc gia Phần Lan tuyên bố rằng, trong một cuộc điều tra hình sự, cảnh sát xác định chuyển động của tàu New New Polar Bear treo cờ Hồng Kông của Trung Quốc trong khu vực trùng khớp với thời gian và địa điểm xảy ra hư hỏng đường ống dẫn khí. Và vì lý do này, cuộc điều tra hiện tập trung vào vai trò của con tàu nói trên. Sau tuyên bố của cuộc điều tra quốc gia Phần Lan, các nhà điều tra Estonia đang tìm hiểu sự cố cáp viễn thông, cho biết họ xem xét cả hai con tàu là New New Polar Bear và Sepp Mopput của Nga. Các nhà điều tra Estonia nói rằng, chúng tôi xác định trong thời gian xảy ra sự cố, tàu New New Polar Bear và Seth có mặt ở khu vực. Chúng tôi vẫn đang điều tra xem liệu các tàu này có liên quan đến thiệt hại hay là không. Theo dữ liệu theo dõi tàu được Reuters chỉ ra, chỉ hai tàu này có mặt tại cả ba địa điểm xảy ra các sự cố và khoảng thời gian gần đúng khi xảy ra thiệt hại. New New Shipping chủ sở hữu và nhà điều hành New New Polar từ chối bình luận khi được Reuters liên hệ. Bộ Ngoại giao Phần Lan đã liên lạc với Trung Quốc và Nga thông qua các kênh ngoại giao về sự cố đường ống và các viện thông. Ngoài ra, Cục Điều tra Quốc gia Phần Lan tìm thấy một vận nặng dưới đáy biển gần nơi đường ống bị hư hỏng và đang điều tra xem liệu vật thể này có liên quan đến vụ việc hay không. Vật thể nằm trong khối đất khổng lồ, hình thành sâu dưới đáy biển. Loạt thành phố Israel bị tập kích rocket Israel có buộc các nhóm vũ trang tại giải Gaza phóng rocket vào một số đô thị của nước này, gây ra thiệt hại về vật chất. Giới chức Israel vào ngày 20 tháng 10 cho biết, nhiều rocket phóng từ giải Gaza nằm vào thành phố Ashkelon, Sdekot, Ashdod và một số thị trấn lân cận. Rocket làm hư hại một ngôi nhà và một số ô tô tại Ashkelon, một con phố và một trạm xe buýt ở Sdekot. Xong không gây ra thương vong. Vụ tập kết rocket xảy ra khi Hamas thông báo thả hai công dân Mỹ bị bắn trong đợt tấn công phối hợp của nhóm nhằm vào Israel. Hai công dân Mỹ này đoàn tụ với người thân tại một căn cứ quân sự ở Israel. Hamas tuyên bố trả lại tự do cho hai người này vì lý do nhân đạo và để đáp lại nỗ lực từ Qatar. Lực lượng phòng vệ Israel cùng ngày thông báo tập kết nhiều sở chỉ huy. Và hạ tầng ngầm của Hamas khiến Mahmoud Sabir, kỹ sư cấp cao đứng đầu đơn vị phát triển vũ khí cho Hamas, đã thiệt mạng. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết rằng Sabir là người phụ trách chương trình máy bay không người lái của Hamas và đã trao đổi kiến thức với các nhóm khủng bố khác trên toàn Trung Đông. Giao tranh trong khu vực leo thang sau khi mà Hamas ngày 7 tháng 10 mở chiến dịch tấn công phối hợp nhằm vào Israel khiến nước này phong tỏa giải Gaza, và mở ra các đợt tập kết đáp trả. Hàng ngàn binh sĩ Israel tập trung gần giải Gaza có thể tham gia chiến dịch trên bộ quy mô lớn nhằm vào nơi này. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galin vào ngày 20 tháng 10 đã đến thăm các vị trí tập kết nhân lực và phương tiện chiến đấu của lực lượng phòng vệ Israel gần giải Gaza, thảo luận với các chỉ huy và binh sĩ thuộc nhiều đơn vị. Ông Galin cho biết, Israel đặt mục tiêu xóa sổ Hamas loại bỏ các ổ đề kháng và xây dựng thể chế an ninh mới tại giải Gaza. Tuy nhiên, Mỹ và một số nước châu Âu lo ngại chiến dịch của Israel nhằm vào giải Gaza có thể làm đổ bể nỗ lực đàm phán giải cứu con tin trong tương lai, do đó gây sức ép để Tel Aviv hoãn mở được tấn công. Hơn 203 người, bao gồm công nhân Israel, người nước ngoài và người mang hai quốc tịch, bị các tay súng Hamas bắt trong vụ tấn công vào ngày 7 tháng 10, phần lớn bị đưa đến giải Gaza và vẫn còn sống. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc và lãnh đạo nhiều nước cảnh báo chiến dịch tiến công trên bộ quy mô lớn nhằm vào giải Gaza có thể làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo tại khu vực. Israel anh tạc dữ dội vào hang ổ khủng bố, tiêu diệt tư lệnh lực lượng đặc biệt Hamas. Vào đêm 20 tháng 10, quân đội Israel đã loại bỏ một chiến binh ra khỏi đơn vị biệt kích hải quân, đặc biệt của Hamas. Lực lượng hải quân và máy bay Israel tấn công trụ sở hoạt động của Hamas. Kết quả là Mamdou Salabia, chỉ huy cấp cao phụ trách đơn vị hải quân, vị tư lệnh lên kế hoạch tấn công Israel từ biển, đã thiệt mạng. Quân đội Israel tuyên bố đang mở các đợt tập kết nhằm trả đũa vào giải Gaza với tần suất chưa từng có trong nhiều thập kỷ. Phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel chuẩn đô đốc Daniel Hagari ngày 20 tháng 10 thông báo, lực lượng này tập kích hơn 100 mục tiêu tại giải Gaza trong đêm. Ông Hagari cho biết, lực lượng phòng vệ Israel đang mở các đợt tập kích trả đũa nhằm vào giải Gaza với tần suất chưa từng có trong nhiều thập kỷ. Trong đợt tập kích ban đêm nói trên, Lực lượng phòng vệ Israel cũng đã hạ Amjad Majed Muhammad Abu Ode, thành viên lực lượng tác chiến hàng hải của Hamas, từng tham gia vụ tấn công phối hợp quy mô lớn nhằm vào Israel. Quân đội Israel cũng đã tấn công một thánh đường hồi giáo ở khu Jabalia, thành phố Gaza, bị nghi làm nơi chứa tài sản và vũ khí của Hamas, đồng thời được nhóm sử dụng làm trạm quan sát và sân tập. Một đơn vị Hamas phóng tên lửa nhằm vào tiêm kích Israel, một đường hầm, một kho vũ khí và hành chục sở chỉ huy của nhóm trở thành mục tiêu trong trận tập kích của lực lượng phòng vệ Israel. EU lên án chiến dịch huy động quân bất hợp pháp của Nga tại vùng lãnh thổ chiếm đóng của Ukraine. Theo Uniform đưa tin, Liên minh châu Âu đã lên án chiến dịch bắt ép tổng quân bất hợp pháp mà Nga tiến hành tại các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của Ukraine. Đây là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Tuyên bố của Liên minh châu Âu-EU được công bố trong cuộc họp của Hội đồng Thường trực OSCE ở Viên vào ngày thứ Năm. Tuyên bố viết rằng, vào ngày 1 tháng 10, Nga lại phát động một chiến dịch tổng quân bất hợp pháp khác trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời và bất hợp pháp của Ukraine. Nga đang ép buộc công dân Ukraine gia nhập lực lượng vũ trang Nga, qua đó lôi kéo họ vào cuộc chiến xâm lược quê hương của họ. Chúng tôi lên án hành động đáng trách này và kêu gọi Nga chấm dứt hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế này. Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu không và sẽ không công nhận nỗ lực sắp nhập bất hợp pháp của Nga đối với các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine cũng như Cộng hòa tự trị Crimea và thành phố Sevastopol. Liên minh châu Âu cho biết thêm, tất cả những vùng lãnh thổ này đang và sẽ luôn là của Ukraine. Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng nghĩa vụ của EU trong việc hỗ trợ Ukraine trong thời gian qua vẫn vững chắc hơn bao giờ hết. Tuyên bố viết rằng: "và cam kết của chúng tôi đã luôn được duy trì bằng hành động của chúng tôi". EU và các quốc gia thành viên là những nước hỗ trợ tài chính đầu tiên cho Ukraine với tổng cam kết của họ đạt hơn 82 tỷ euro. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine những hỗ trợ chính trị kiên định, lâu dài, hỗ trợ ngoại giao, nhân đạo, tài chính, kinh tế, pháp lý và quân sự chống lại cuộc chiến tranh xâm lược bất hợp pháp của Nga. Người ta cũng tuyên bố rằng EU vẫn kiên định ủng hộ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận. EU cho biết thêm rằng, không ai mong muốn hòa bình hơn người Ukraine và họ đang phải trả giá cho sự tự vệ chính đáng bằng mạng sống của mình. Ukraine phải xác định các điều kiện cho phép đàm phán một cách thiện chí. Mọi giải pháp cho cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga đều phải dựa trên nền tảng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được khiến chương Liên Hợp Quốc bảo vệ Công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky đưa ra một giải pháp như vậy vì nó hoàn toàn dựa trên hiến trường Liên Hợp Quốc. Như Yurin Farm đã đưa tin trước đó, chính phủ của Nga đã thông báo rằng chiến dịch dự thảo mùa thu sẽ diễn ra trên hầu hết lãnh thổ của Nga cũng như các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của Ukraine. Ông Putin nhận món quà kinh hoàng từ pháo đài miền đông Ukraine ngay tại trụ sở chỉ huy của Nga ở Rostov-on-Don. Vào ngày 19 tháng 10, Bộ Chỉ huy lực lượng vũ trang Nga đã giúp toàn lực tấn công khu vực kiên cố của Ukraine ở Adipka để lấy lòng Tổng thống Nga Putin, nhân dịp ông tới trụ sở Rostov. Đây là một trong những trận chiến lớn nhất của cuộc chiến hiện nay và đã trở thành một thất bại nặng nề đối với quân Nga. Thông tin này đã được xác nhận bởi kênh tuyên truyền Kremlin Sports của Nga, Dialog đưa tin. Kênh tuyên truyền Nga viết cho hay, đó là một cơn ác mộng ở Abdipka. Thật khó để diễn tả những gì đang xảy ra ở hướng Abdipka, nhưng ở đó thực sự kinh hoàng. Vài ngày trước đã có những nỗ lực quy mô lớn đầu tiên nhằm chiếm lấy đống rác Abdipka, nhưng chúng đã không thành công. Ngày qua đã có một nỗ lực mới để vượt qua và một lần nữa lại bị tổn thất nặng nề. Theo ông thì các tướng lĩnh của Nga đã cử quân đi tấn công thịt để làm hài lòng Putin liên quan đến việc ông đến trụ sở của Rostov on Kênh này viết, ám chỉ một sĩ quan của lực lượng vũ trang quân Nga rằng các tướng lĩnh biết Putin sẽ đến nên quyết định tặng ông ấy một món quà. Chúng tôi đã chiến đấu vì Abdipka từ năm 14. Chúng tôi đã cố gắng chiếm vùng đất này để các nguồn cung cấp của kẻ địch. Nhưng thằng ôi, món quà không thành có rất nhiều người chết, chúng tôi thậm chí không thể đếm được. Theo ông, tình hình nghiêm trọng đến mức các bệnh viện và nhà xác ở Donetsk bị chiếm đóng đều chật kín. Nguồn tin ước tính thiệt hại về thiết bị quân sự chỉ trong một ngày là 40 đơn vị. Một người lính Nga tham gia vào cuộc tấn công nói với kênh tuyên truyền này như sau. Một kiểu ngu ngốc nào đó, những kẻ này vừa bị bắn như thể đang ở trong một phòng tập bắn súng. Máy bay không người lái kiểu FPV chỉ đơn giản là hạ gục thiết bị và thế thôi, nó bay nhanh xuyên qua áo giáp, đó là một cơn ác mộng. Người lính này bảo đảm rằng các tướng lĩnh vẫn chưa bình tĩnh và đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới. Điều đáng chú ý là vào sáng ngày 20 tháng 10, Bộ tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đã công bố bản tóm tắt tổn thất của Nga trong ngày với con số kỷ lục 1.380 quân chiếm đóng bị thanh lý và hàng trăm thiết bị quân sự. Được biết, phần lớn đã bị phá hủy theo hướng Abdipka. Tuyên truyền của Điện Kremlin đưa tin ông Putin đã đến thăm trụ sở Bộ Chỉ huy Chiến dịch của Nga ở rostov on don vào sáng ngày 20 tháng 10. Có thông tin cho rằng, Putin đã nghe báo cáo về cuộc chiến ở Ukraine từ Tổng tham mưu trưởng Gerasimov, sau đó nói chuyện với các đại diện khác của Bộ Quốc phòng Nga. Quân đội Ukraine đẩy lùi quân Nga gần Berdian, giải phóng Sinkepka. Cuộc tấn công của quân đội Nga vào thị trấn Kobyan thuộc vùng Kakov đang thất bại mất đà. Hơn nữa, các đơn vị của lực lượng vũ trang Nga đã buộc phải rút lui trước sự tấn công dữ dội của các cuộc phản công của Ukraine. Điều này đã được tuyên bố bởi một chuyên gia quân sự viết trên trang Twitter của mình với biệt danh Trader. Theo ông người Nga đã lên kế hoạch tấn công Kupiansk như một động thái nghi binh nhằm buộc quân đội Ukraine tái triển khai một số đơn vị từ mặt trận Zabrychia. Tuy nhiên, thì các kế hoạch này của người Nga đã thất bại vì Ukraine đã giữ được các vị trí chính trong cuộc phản công và có thể giải phóng các khu định cư do người Nga chiếm đóng trước đây. Chuyên gia lưu ý rằng, Sinkovka bị chiếm đóng một phần đã được giải phóng hoàn toàn và không còn quân đội Nga. Những người một lần nữa bị đẩy lùi về phía Liman. Nhà quan sát này nhấn mạnh rằng cuộc tấn công của Nga vào Kobiand mà tôi tin là một động thái nghi binh, không chỉ mất đà mà còn đang dần đi xuống. Sinh cấp ca nơi bị quân đội của Nga chiếm đóng một phần đã được giải phóng trở lại và quân đội của Nga đã bị đẩy lùi về Liman. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư hgdnews.btv btvgmail com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.